Xin chào các bạn, hiện nay trên thị trường đang có hai loại đèn LED mà được rất nhiều gia đình sử dụng, đó chính là đèn LED cảm ứng thân nhiệt của hãng Rivec và đèn LED cảm ứng chuyển động Olmay 7W. Cả hai sản phẩm này có mức giá tương đương nhau. Vậy thì không biết chúng ta nên chọn sản phẩm nào? Hãy cùng đi so sánh chi tiết. Ở đây mình đang có hai cái đèn này và phải nói rõ một chút về mã của cả hai sản phẩm này đã. Đầu tiên, đây chính là cái đèn LED cảm ứng thân nhiệt Rivec BT1301. Đó, các bạn có thể thấy nó có một cái thiết kế lạ hơn cái chiếc đèn kia, đó là nó có một cái đầu lòi lên ở trên này. Còn đây chính là chiếc đèn LED cảm ứng chuyển động ánh sáng Olmay 7W. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi so sánh. Thứ nhất, đó là về mặt tính năng thì đây đều là hai thiết bị chiếu sáng thông minh khiến cho nhiều những công tác chuyển động trở nên dư thừa, giúp mọi thao tác tắt đèn trở nên tự động và tiện lợi hơn, bởi vì cả hai cái chiếc đèn này nó đều rất là thông minh. Đầu tiên, đèn LED cảm ứng Rivec PT1301 thì nó là cái thiết bị chiếu sáng cảm ứng thân nhiệt vào ban đêm, có thể cảm nhận trong bán kính khoảng 120 độ với thân nhiệt cơ thể con người từ 25 độ C, khoảng cách có thể cảm nhận chuyển động trong khoảng từ 5 cho đến 7 mét. Từ đó nó sẽ tự động bật khi có người đến gần và tự động tắt khi không có dấu hiệu nhiệt ở cái vùng phủ sóng. Còn với đèn LED cảm ứng chuyển động Olmay 7W này thì lại hoạt động theo cái cơ chế đó là cảm biến radar. Khi mà phát hiện chuyển động của con người trong vùng cảm biến từ 5 đến 8 mét, 360 độ và không có điểm chết, thiết bị sẽ bật đèn khi trời tối và sẽ tắt sau 18 cho đến 25 giây khi không phát hiện ra chuyển động nữa. Đây cũng là bóng đèn LED đầu tiên trên thị trường Việt Nam tích hợp cái cảm biến radar vi sóng và cảm biến ánh sáng ngay bên trong đèn, giúp đèn có thể trở nên thông minh và tiện lợi hơn. Như vậy, về mặt tính năng có thể nói rằng đèn LED cảm ứng chuyển động ánh sáng Olmay 7W này hoạt động trên cơ chế nhanh nhạy hơn khi có thể nhận diện được cả chuyển động và cả ánh sáng, lại có vùng phủ sóng rộng hơn. Thiết bị này có khả năng hoạt động dựa trên ngoại cảnh, trời sáng thì đèn cũng không bật để giúp tiết kiệm điện. Còn về cái tính ứng dụng ấy, thì đèn LED Rivec BT1301 này là cái thiết bị rất thích hợp để lắp đặt tại các khu cầu thang, sân vườn, trong sân thượng, nhà vệ sinh. Còn đèn LED cảm ứng chuyển động Olmay 7W này thì lại rộng rãi hơn cả khu vực sân sau, ban công, nhà vệ sinh, đèn cửa, đèn hành lang hay là bạn lắp cả gara ô tô, những nơi mà bóng đèn cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt hay các công tắc cảm ứng thân nhiệt không thể phát huy được tác dụng. Về thiết kế thì có thể thấy rằng hai cái đèn này nó cũng khá tương đương nhau. Cái chiếc Rivec này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút và nó được thiết kế bằng kim loại ở cái phần thân bóng này. Như vậy là chúng ta cảm giác là cái chiếc bóng này nó chắc hơn so với cái chiếc Olmay 7W này. Về các lắp đặt thì chiếc Rivec PT1301 này sử dụng đuôi xoáy E27, được dùng rộng rãi ở Việt Nam và cả cái chiếc Olmay 7W này cũng như vậy. Ngoài ra thì khi mà sử dụng đèn LED Olmay 7W này, người dùng cũng không cần trang bị thêm cảm biến radar hay là cảm biến ánh sáng bên ngoài nữa, bởi vì các cảm biến này nó được tích hợp đèn, giúp hệ thống chiếu sáng nhà bạn nó gọn gàng và thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Như vậy thì dựa vào quá trình so sánh của mình, chắc hẳn các bạn cũng đã đưa ra được một lựa chọn hợp lý. Rõ ràng cái đèn LED cảm ứng chuyển động và ánh sáng Olmay 7W này có nhiều ưu điểm và tính ứng dụng cao hơn. Đặc biệt hơn hết, sản phẩm này chỉ có giá 320.000 đồng, rẻ hơn so với mức giá 340.000 đồng của đèn LED cảm ứng thân nhiệt Rivec BT1301. Tuy nhiên thì đèn LED Rivec này thì cho chúng ta cái cảm giác chắc chắn và nó nguyên khối hơn khi mà được làm bằng kim loại. Rất là mát, nó tản nhiệt cũng tốt nữa, có lẽ là tuổi thọ của nó sẽ bền hơn cái chiếc Olmay 7W này một chút. Trên đây là quá trình so sánh cả hai sản phẩm đèn LED cảm ứng thân nhiệt Rivec PT1301 và đèn LED cảm ứng chuyển động ánh sáng Olmay 7W tại Smartshop. Chúc các bạn sẽ chọn được những sản phẩm ưng ý và là người tiêu dùng thông minh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.